Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laptop Z. Mình là Review. Và nếu nhắc tới laptop Ultrabook Windows cao cấp thì chúng ta thường có những dòng sản phẩm mà anh em hay kể tên đây là Dell XPS và Lenovo ThinkPad. Nhưng với cá nhân mình thì mình nghĩ dòng sản phẩm HP Spectre mới là dòng sản phẩm theo mình là cao cấp nhất, đặc biệt là đến từ cái nhìn, một cái nhìn tinh xảo, đẹp mắt và toát lên cái sự cao cấp. Và Spectre X360 cho tôi bên cạnh mình đây là một chiếc Ultrabook 2-in-1 cao cấp của hãng. Và cùng với đó, mức giá của sản phẩm này loanh quanh vào khoảng 28 triệu và sẽ dành cho anh em nào có nhu cầu mua một chiếc máy mỏng nhẹ di động để học tập, làm việc, giải trí. Cùng với đó là nếu anh em làm đồ họa thiết kế thì mình nghĩ đây là một trong những chiếc máy cực kỳ đáng để cân nhắc, vì chúng với chiếc máy này có rất nhiều công năng để sử dụng. Vậy thì anh em đang muốn tham khảo mẫu HP Spectre X360 này thì hoàn toàn có thể tham khảo mức giá cực kỳ ưu đãi tại cửa hàng Laptop Z. Cùng với đó là mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo mức giá ưu đãi nhất nhé. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu, đánh giá chi tiết HP Spectre X360 này trong video ngày hôm nay. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Bắt đầu thôi. Trước tiên thì có lẽ là cái điểm mà chúng ta quan tâm nhất là về thiết kế chiếc máy này. Đầu tiên, đây là một chiếc máy có kích thước chỉ là 13 inch thôi. Và cùng với cả chiếc máy này chúng ta có đi kèm rất là nhiều thứ. Đầu tiên là một cục sạc rất là mini cute ở đây, với công suất chắc là khoảng là 45W. Cùng với đó là một chiếc bút đi kèm anh em ạ, rất là tiện. Mỗi tội là cái bút này có mức giá thì theo mình đánh giá là cũng tương đối rẻ, là khoảng là 5 lít, nhưng mà 500 nghìn ấy. Nhưng mà lại có một điểm đáng tiếc trên chiếc bút này là không có cái nơi có để cất, hay là không có cái nam châm nào để hút trên cái bút này cả. Vì vậy nên ấy, nếu anh em làm mất cái bút này thì cũng hơi đáng tiếc. Ok, quay lại một chút về chiếc HP Spectre X360 này đi. Mình sẽ không đi sâu quá sâu vào thiết kế của chiếc máy này, tại vì là chiếc máy này có một thiết kế quá đẹp rồi. Nhìn lên đã thấy một mùi tiền sang chảnh ở đây. Tao mua chiếc máy làm bằng nhôm nguyên khối 100%, sờ lên rất là mát tay, cực kỳ là thoải mái, anh em thấy không? Bóng loáng đẹp cực kỳ. Cùng với đó, đây là một chiếc máy có logo HP mới rất là đẹp. HP logo này làm phẳng này, nhìn rất là cao cấp, nhìn rất là sạch sẽ. Cùng với đó là đây là một chiếc máy 2-in-1 mà. Chúng ta có một chiếc máy cân nặng khoảng 1,3 kg. 2-in-1 có thể sử dụng như một chiếc tablet. Nhưng mà mình thấy là với cân nặng 1,3 ấy thì cũng nhẹ thôi. Nhưng mà nếu mà so với những chiếc iPad, những chiếc tablet bình thường thì cân nặng này nó vẫn hơi nặng một chút. Nếu mà nhẹ hơn một chút nữa thì rất là lý tưởng cho chúng ta sử dụng trong chế độ tablet trong một thời gian dài mà không mỏi tay. Với cá nhân mình ấy thì mình thấy là nếu mà dùng chế độ này, chế độ tablet này thì sẽ dùng vào khoảng là 5 đến 10 phút thôi, mình đã thấy là cái cặp tay là tay nó hơi nặng rồi. Ngoài ra thì chiếc HP Spectre X360 này còn rất nhiều điểm mà chúng ta cần phải nói ở đây. Đầu tiên là cái bản lề này là điểm anh em quan tâm nhất, tại vì là chúng ta sẽ gập mở liên tục mà, 180 độ này, gập mở đi gập mở lại này, thì bản lề phải làm chắc chắn và tinh xảo. Bản lề này được làm bằng thép, bằng nhôm thì mình thấy chắc chắn cực kỳ. Ở phần góc bản lề thì chúng ta có cái dòng chữ HP Spectre cực kỳ đẹp ở đây, bravo luôn. Ở bên trong thì chúng ta có một chiếc máy với thiết kế viền màn hình mỏng. Năm nay thì hãng họ vẫn cố nhất cái logo nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Thế mình thấy là họ bỏ luôn cái logo này, họ làm màn hình mỏng hơn nữa thì sẽ đẹp hơn. Anh em thấy không? À, và một điểm lúc ấy từ nãy giờ mình quên không nói cho anh em là tất nhiên rồi, cảm ứng thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình làm bằng gương thì mới cảm ứng được. Thì ở dưới thì chúng ta có một chiếc máy với bàn phím rất là cute, với cả touchpad cũng rất là cute, được cắt CNC diamond cut cực kỳ là tinh xảo. Nói chung tổng thể của thiết kế chiếc máy này thì mình nghĩ là trong khoảng 4 đến 5 năm nữa thì các bạn sẽ không phải lo về thiết kế này lỗi thời đâu. Tại vì thiết kế này mình nghĩ là hãng sẽ vẫn giữ được khoảng 3-4 năm nữa cơ, họ mới thay đổi thiết kế. Tại vì thiết kế này nó quá đẹp mà. Qua một chút về cái màn hình. Cái màn hình mới là điểm mình đang nói anh em ạ. Màn hình đây mới là cái điểm chất lượng trong cái mức giá là 28 triệu. Chúng ta có màn hình Full HD IPS 4K OLED, cảm ứng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và chiếc màn hình này có độ phủ màu là 100% sRGB, 97% Adobe RGB, 99% DCP-i B3, cùng với độ sáng là 370 nit, độ tương phản là 26.000 chia 1, cùng với đó là delta là 2.2. Đây là một chiếc màn hình có chất lượng hiển thị của gọi là tốt nhất trong tầm tiền hiện tại, và có thể nói là so với cả tất cả những cái màn hình IPS LCD thì gần như là màn hình này vô đối. Tương phản cực kỳ cao, 26.000 chia 1 này, nó cao hơn khoảng 26.000 lần, 26 đến 260 lần so với màn hình thông thường. Cùng với đó là phổ màu đẹp tuyệt đối. Anh em nào làm thiết kế vẽ vời bằng AI hay là Illustrator hay là anh em Photoshop thì cái màn hình này cực kỳ tuyệt vời. Delta E thì hơi cao một chút nhưng anh em hoàn toàn có thể cân chỉnh được bằng Spider X Elite. Mình cũng cân chỉnh lại rồi và Delta E nó rơi vào khoảng dưới 1 chấm
Vì thế là tương đối là đủ để sử dụng. Ngoài ra thì có một điểm cực kỳ thú vị trên chiếc máy này là vị trí cổng kết nối. Cổng kết nối của chiếc HP Spectre này, ở phần góc này chúng ta có một cái cổng nguồn rất là cute, cùng với đó là một jack combo tai nghe 3.5. Cái cổng USB này thì anh em sẽ được thiết kế như là cổng mạng RJ45 trên cái cổng bình thường ấy. Thế nên là chúng ta phải lựa chúng ta đưa cổng USB này vào. Đấy. Tại vì là thiết kế máy mỏng quá nên là hãng phải làm như này mới thiết kế được USB-A. Đây là một điểm cộng rất là lớn cho chiếc HP Spectre đấy, tại vì là vẫn còn cổng USB-A thì theo mình thấy là tương đối là tiện dụng. Ở bên trái, bên phải ở phần góc máy nhá, chúng ta có USB-C Thunderbolt 3. Thêm một cổng USB Thunderbolt 3 nữa ở bên cạnh phải. Cùng với đó là nút gạt camera và một khe thẻ micro SD. Theo mình thế là một cổng kết nối trên chiếc máy này cũng tương đối là đầy đủ, đặc biệt là với một chiếc laptop game thì các bạn là laptop Ultrabook mỏng nhẹ, cứ quen mồm gọi là gaming thôi. Ok. Quay lại một chút qua về những cái mà chúng ta cũng sẽ tiếp xúc rất nhiều tại thời điểm hiện tại là bàn phím và touchpad đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ không muốn mang theo một cái chuột rất là to và tốn diện tích thế này. Và chúng ta muốn một touchpad phải mịn thì mình thấy touchpad phủ kín trên chiếc máy này mịn, tracking tốt, chính xác, hoàn hảo, không có điểm gì để chê cả. Hai phím bấm hơi to một chút anh em nhỉ, theo mình thấy là tương đối to. Ngoài ra thì bàn phím chiếc máy này thì mình nghĩ đây là một điểm vừa cộng vừa trừ. Đầu tiên là hành trình phím tốt, gõ này, nói chung là như những chiếc HP Envy hay là HP Elitebook trước đây mình sử dụng. Đèn led phím thì rất là ok thôi, nhưng mà cái layout phím thì nghĩ là anh em phải cần một thời gian làm quen thì gõ sẽ không bị nhầm phím. Đặc biệt là phím delete này, print screen này, insert này, họ làm mình thấy là cái layout này nó hơi bất tiện một chút. Nếu mà mình mới làm quen thì mình sẽ là hay bấm nhầm. Ok. Và với bàn phím touchpad mình đánh giá là khoảng 9 trên 10 điểm cho cái bàn phím touchpad này. Điểm qua một chút về cái cấu hình của chiếc HP Spectre X360 thì cấu hình chiếc máy này thì đủ mức sử dụng thôi anh em ạ. Có sử dụng cơ bản như là lướt web, văn phòng hay là Photoshop Lightroom thì chúng ta có Core i5-1035G4 4x8 luồng, xung nhịp hơi thấp một chút nhưng mà để giúp cho máy có được điện năng hay là thời lượng pin tốt nhất. Cùng với đó chúng ta có thêm 8GB RAM nữa. Và có thể nói là cấu hình này thì hoàn toàn đủ cho anh em nào làm văn phòng, giải trí nhẹ nhàng, tình cảm. Cùng với đó là Photoshop, Lightroom. Mình hoàn toàn có thể vẽ AI trên này nhé, vẽ Illustrator các thứ thoải mái. Mặc dù thì mình vẽ hơi xấu một chút nhưng mà nói chung là mình vẫn vẽ được rất là ok. Mình thao tác các thứ trên này để không bị lag hay là giật gì cả. Cùng với đó là tiếng quạt của chiếc máy này, theo mình thấy trong một thời gian sử dụng hơi dài một chút thì sẽ hơi lớn một chút. Tại vì chiếc máy này được trang bị tới 2 quạt tản nhiệt anh em ạ. Wow! Một chiếc Ultrabook 13 inch nhưng mà hãng vẫn trang bị đến 2 quạt tản nhiệt cho chiếc máy này, cực kỳ ấn tượng. Và cái điểm ấn tượng nhất của mình với chiếc HP Spectre X360 này là thời lượng pin. Khi mà thời lượng pin của chiếc máy này ở độ sáng khoảng 50% với màn hình 4K OLED là 7 tiếng. Wow, màn hình 4K OLED mà tận 7 tiếng anh em ạ. Đây là một cái thời lượng pin cực kỳ tốt với một chiếc máy có màn hình 4K. Về khả năng nâng cấp của chiếc máy thì hơi đáng tiếc, tại vì là một chiếc Ultrabook 13 inch mỏng và nhẹ thế này thì chúng ta sẽ chỉ có một khe M2 NVMe để anh em nâng cấp thôi. Còn nếu anh em muốn nâng cấp RAM thì RAM đã bị hàn chết rồi. Cùng với đó là nếu anh em muốn nâng cấp HDD chẳng hạn thì cũng không nâng cấp được HDD luôn, vì thỏa pin trên chiếc máy này cực kỳ lớn. Và có lẽ nói là Ultrabook 13 inch thì đây để chúng ta chấp nhận thôi. Còn về tổng kết lại, HP Spectre X360 là một chiếc máy có rất nhiều công năng sử dụng. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng như một chiếc laptop bình thường. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng như một chiếc tablet. Anh em có thể vẽ vời trên chiếc máy này cực kỳ là tuyệt vời với chiếc bút mà hãng tặng kèm. Cùng với đó là thời lượng pin cực kỳ ấn tượng với màn hình 4K OLED chất lượng tuyệt hảo. Rất khó điểm gì để mình chê cho chiếc HP Spectre X360 được. Chỉ trừ một điểm là cái tiếng quạt chiếc máy này trong cái quá trình sử dụng ấy thì nó hơi to một chút thôi. Và anh em nghĩ sao về chiếc HP Spectre X360 này? Nếu anh em có những cái ý kiến hay những cái cảm nhận gì về X360 này, hoàn toàn có thể comment dưới phần bình luận nhé. Và nếu các bạn nào đang muốn tham khảo mẫu Spectre X360 này, hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop Z với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và nếu anh em thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop Z nhé. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mình là Review, tạm biệt.